Hello cả nhà, vẫn còn mùng là vẫn còn Tết cả nhà. Hôm nay mình lại có mặt tại một lễ hội ở ngay gần thành phố của Tuyên Quang mình cả nhà nhé. Hôm nay là mùng 10 tháng Giêng thì có một cái lễ hội rất là đặc biệt, đó là lễ hội giếng đanh tại xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Đồng bào đang nỗ lực đến để tham gia lễ hội, đặc biệt là có cái lễ hội ném cò, nó rất là đặc biệt đấy cả nhà. Nghe nói đền này được xây dựng từ năm 1076. Mời bà con cùng đến thăm lễ hội nhé. Rất đông luôn cả nhà. Đây là cây còn nhé cả nhà nhé. Lúc nữa là bà con sẽ làm cái lén còn ở đây. Nóng lắm, tôi cũng đã có cọc. Bà con cũng về đông như kiến. Đây chính là đình làng đó cả nhà. Giếng trong với trong này nhỉ? Đây là đền bà Chúa Giếng. Lời hóa vàng.
Đây chính là cái giếng tanh đây cả nhà. Giếng được xây lại, xây và sửa sang lại 26 tháng 2 2023. Có sâu nhỉ? Cái này nước nó tự đụt lên vào nhớ. Hay nước này. Nước đụt lên. Đầy nước. Xuống núi con trong đôi chia khắp bốn phương trời, 50 theo mẹ cùng lên núi và trời, 50 theo cha cùng lấp đầy biển khơi. Rừng mịt mùng đất với trời mênh mông, bao cha ông mồ hôi tươi ruộng đồng, gian lao gai trông cùng xây đắp lạc hồng, vần làng tiền lòng lập bờ cõi non sông. Ơn cao xanh tổ tiên xây dựng cơ đồ, bằng rừng sâu khai thiêng lập quốc sông hồ, hùng vương khai sang nước Việt Nam, dòng tiền con cháu không hề quên, giữ yên cõi bờ ta hằng khắc ghi muôn đời. Đời hồng bàng đức vua Hùng khai sang, tên văn lang đầu tiên phút huy hoàng, cha ông khai hoang một tấc đất tấc vàng, nay ta lo toàn cùng gìn giữ giang sơn. Xuống núi con trong núi chia khắp bốn phương trời, 50 theo mẹ cùng lên núi và trời, 50 theo cha cùng lấp đầy biển khơi. Rừng mịt mùng đất với trời mênh mông, bao cha ông mồ hôi tươi ruộng đồng, gian lao gai trông cùng xây đắp
dâng. Vần làng tiền lòng lập bờ cõi non sông, ơn cao xanh tổ tiên xây dựng cơ đồ, băng rừng sâu khai thiêng lập quốc sông Hồ. Khai sang nước Việt Nam, dòng tiền con cháu không hề quên, giữ yên cõi bờ ta hằng khắc ghi muôn đời. Đời Hồng Bàng, đức vua Hồng khai sang, tên Văn Lang đầu tiên quốc huy hoàng. Cha ông khai hoang một tấc đất tấc vàng, nay ta lo toàn cùng gìn giữ giang sơn. Một tấc đất tấc vàng, nay ta lo toàn cùng gìn giữ giang sơn. Nhiều người chưa được lém nhưng mà đã thủng rồi. Chưa kịp cơ mẹ. Không biết là ai trúng nhỉ? Đã biết là nào đâu, trăm bên kia sao. Chắc phải biết chứ. Lém kiểu này khó thật. Chưa chuẩn bị mà đã thủng rồi. Hello cả nhà nhá. Mình đã đưa cả nhà đến thăm cái lễ hội đình làng giếng tanh của xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Các chương trình của lễ hội thì còn rất là nhiều, nhưng mà chương trình chính thì cũng đã xong rồi cả nhà. Về cái vui chơi lém còn ấy thì nó hơi nhanh, tại vì đã có người lém xuyên qua được cái ô của cây còn kia. Ôi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình nhé. Chúc cả nhà một năm mới bình an, sức khỏe, thành công, vạn sự như ý. Xin trân trọng cảm ơn.